Xin chào, tôi là Quân Eto. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật đá bóng bằng mu bàn chân chính diện. Bước 1, lấy đà. Chúng ta sẽ lấy đà tầm B bước chân theo một góc 45 độ. Bước 2 là đặt chân trụ. Đặt chân trụ ngang và cách bóng 20-30cm. Mũi chân hướng về mục tiêu bóng cần bay đến, hơi gập đầu gối để giữ thăng bằng. Bước 3 là vung chân đà. Bước đà cuối thường dài, tạo điều kiện cho việc vung chân đà. Độ vung càng rộng thì lực tiếp xúc bóng sẽ càng mạnh. Bước 4 là điểm tiếp xúc. Điểm tiếp xúc trên chân đó là điểm sweet spot, phần cứng nhất trên mu bàn chân. Điểm tiếp xúc trên bóng thì tùy vào mục đích của cú đá. Nếu các bạn muốn đây là một quả chuyền dài thì tiếp xúc ở điểm dưới cùng của quả bóng. Nếu bạn muốn đây là một cú chuyền lái bóng hay sút chính diện thì tiếp xúc ở tâm quả bóng. Bước 5 là vuông chân lăn. Vuông chân đi cắt chéo qua thân người kết thúc động tác. Chúc các bạn tập luyện thật tốt. Và tôi là Quân Eto.